Em chào anh Thành hay chửi? Nó nói cũng đúng, nó có nói sai đéo đâu. Nhưng mà vẫn cay. Em chào anh Thành hay chửi? Anh xem giúp em với cả bạn Ý. Em với bạn Ý trước đây có một thời gian như một cặp đôi. À, sau một thời gian lại không nói gì, kiểu lúc thật gần, lúc thật xa. Anh xem cho em là em có nên tiếp tục tán không? Từ từ để tao phân tích cho mày này, để tao phân tích cho mày này. Đây nhá, câu hỏi của mày nhá. Mày với cả một bạn tên Ý trước đây đã từng có một thời gian như một cặp đôi, đúng không? Ai? Ừ, anh cảm ơn Sơn nhá. Mày với cả bạn Ý trước đây có một thời gian như một cặp đôi. Như một cặp đôi tức là chúng mày chưa phải là một cặp đôi. Chúng mày chỉ như một cặp đôi thôi, đúng không? Tức là chúng mày có thể gần gũi nhau nhưng mà danh phận thì chúng mày đéo có. Đúng chưa đã nào? Đấy, đấy là cái vấn đề đầu tiên. Cái vấn đề tiếp theo là sau một thời gian không một câu nói gì, kiểu lúc thật gần và lúc thật xa. Tức là chúng mày rất gần một thời gian, bây giờ rất xa. Thế là cái gì? Nó ghost mày, nó chat mày, nó lừa mày. Mày chỉ là công cụ giải trí của nó. Mày chẳng có giá trị gì cả. Mày hết giá trị lợi dụng rồi. Nó cần mày lúc đấy thôi. Còn bây giờ khi nó đã tìm được người thật sự mà nó cần thì nó bỏ mày để nó đi với người ta. Thế thôi. Nó không có gì phức tạp cả. Hiểu chưa? Và nếu như mà để hỏi câu hỏi là anh ơi em có nên tiếp tục tán không, thì đương nhiên là không. Đây là chat mà, đúng chưa? Có một thời gian như cặp đôi là quá trình gieo tình cảm cho mày. Đấy. Sau một thời gian không nói gì, vừa ghost vừa chat. Chat girl. Mày là nạn nhân. Và đương nhiên là mày không nên tiếp tục tán nó nữa. Đừng tán nữa, tao van mày. Đây là công thức phân tích bổ câu hỏi ra thì chắc chắn là chat nhá. Mày hỏi cả tổ dân phố đi, mày hỏi hết kênh chat tổ dân phố đi. Có đứa nào dám bảo đây không phải là chat không? Tương tác với nhau gần như một cặp đôi là quá trình nó gieo tương tư cho mày. Nó gieo hy vọng cho mày và bây giờ nó không nói gì, nó bỏ mày, đây là ghost và đây là chat. Cái bẫy cảm xúc đã sập xuống và mày chết rồi. Là rõ chứ làm gì có cái gì ở đây, đúng không? Mày chỉ là nhân vật được nó lợi dụng trong một khoảng thời gian nó buồn chán, đéo có việc gì làm. Như thế này người ta gọi là công cụ giải trí nhá, chứ người ta không gọi là một mối quan hệ. Hiểu không? Ok. Cái gì? Trung Nguyễn Hữu. Không phải cháp anh ơi. Thế không phải cháp thì là cái gì? Nó còn tự hôn em. Hôn mày xong nó bỏ mày. Này tao bảo này, mày đừng để ý đến việc lúc đấy chúng mày nắm tay, chúng mày hôn nhau hay chúng mày chén nhau, giới bố những cái hành động đấy. Nhưng bây giờ nó không có danh phận với mày và nó bỏ mày, đúng không? Mày tập trung vào cái luận điểm là nó bỏ mày đi. Mày đừng có lưu luyến cái nụ hôn đấy của nó nữa. Đéo ai chả hôn được. Hôn không khó, ở lại với nhau mới khó. Và nó đang bỏ mày mà. Mày vin vào một cái nụ hôn làm con mẹ gì vậy? Trời ơi. Cái nụ hôn đấy của mày nó chứng minh được cái gì khi mà đến cuối cùng nó vẫn không cho mày một danh phận nào và nó bỏ mày đi? Em ơi, hôn thì có cái mẹ gì đâu à em? Rồi ôi em ơi, hôn đéo là cái gì cả. Chúng nó chén mẹ nó nhau xong chúng nó còn chát nhau được kia kìa. Thì mày nghĩ cái nụ hôn của mày nó là cái gì? Nụ hôn vàng à? Mày đừng thần kinh nữa được không? Rồi ôi, tỉnh lại đi em ơi. Trời ơi má mẹ. Bỏ đi. Nó chén nhau xong nó còn cháp nhau được thì mày mày có mỗi nụ hôn mày lấy cái gì để đảm bảo?
Trời mẹ nó hôn rồi mẹ. Điếu hiu. Khóc vãi hồn thề đấy. Điếu hiu nổi cơ. Tại sao lại u mê đến thế nhỉ? Tao hiểu là yêu là mù quáng, love is blind. Nhưng mà tao nói thật, đôi tai mày vẫn còn và tổ dân phố nói thì mày vẫn có thể nghe được mà. Mày mù đâu có nghĩa là mày mất khả năng nghe đâu, mày phải nghe mọi người chứ. Trường hợp này mọi người là khách quan, hiểu không? Nếu như câu chuyện chỉ có một mình anh nói như thế thì ok, có thể còn nhiều cái vấn đề khác. Nhưng sau khi nghe chuyện của mày xong, ai cũng tán thành với ý kiến của anh. Và mọi người đều biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Thì mày phải biết thế nào là sai, thế nào là đúng chứ. Đúng chưa? Trời ơi, tỉnh mẹ lại đi. Ôi trời. Mê được. Cố chấp vách cả lều đến thế là cùng đấy. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Hải Đăng. Mà sao Hải Đăng nghe quen thế nhỉ? Hải Đăng nghe quen thế nhỉ? Đây, như vừa nãy là cũng có câu nào của bạn nào đấy hỏi một ông tên là Hải Đăng đúng không? Cái xoài. Câu hỏi của xoài là anh ơi xem giúp em bạn Hải Đăng có thật lòng với em không? Bạn ấy bảo thích em. Dưới này có một ông Hải Đăng hỏi là chào anh Thành và tổ dân phố, cho em hỏi bạn Trâm đang suy nghĩ gì về em và bạn có ý gì với em không? Em cảm ơn. Có khi nào Trâm là xoài không? Có khi nào Trâm là xoài không? Đăng ơi, anh hỏi mày cái, mày có quen bạn nào tên là xoài không? Anh ơi xem giúp em bạn Hải Đăng có thật lòng với em không? Bạn Hải Đăng bảo thích em. Dưới thì ông Hải Đăng hỏi một bạn nào đấy tên là Trâm. Này, tôi nghĩ là cái tên Hải Đăng ấy nó không nhiều lắm đâu. Hải Đăng là một cái tên rất khó để mà trùng nha. Xoài ơi, có xoài đâu rồi ấy nhỉ? Xoài ơi, mày tên là Trâm mà xoài. Không anh ơi à? Như vậy là bạn Hải Đăng đã confirm là không anh ơi. Nhưng mà nhỡ đâu là ông Hải Đăng bắt cá hai tay thì ông sợ, ông không dám nhận nên ông bảo là không thì sao nhỉ? Tôi nghĩ rồi, tôi vẫn phải trích va từ phía cái xoài nó mới chuẩn. Đấy, ông Hải Đăng này một bên xoài bên Trâm, tôi nghi lắm. Này xoài ơi, mày tên là Trâm à? Các bạn từ từ nhé, mẹ cái pha này căng thẳng đấy. Tôi nghĩ là tôi cần phải mẹ thanh lọc. Anh ơi, xoài mới ấm êm sao anh nỡ nói thế? Biết đâu được, mẹ tôi phải trách chứ đúng không? Check là phải check cái quả. Check là phải check mày dạ cái đéo gì, mày tên là Trâm có đúng không? Dạ đéo dạ lắm thế. Nhanh mẹ lên trả lời đi. Mày tên Trâm. Mày tên Trâm.
xoay tay chậm á, ôi trời ơi, xoay tay chậm. Dưới này ông Hải đang hỏi là anh ơi cho em hỏi bạn Trâm đang có suy nghĩ gì về em. Tức là hai chúng mày hỏi về nhau đúng không? Hai chúng mày hỏi về nhau đúng không? Hai chúng mày hỏi về nhau. Đây đây. Thật ra vãi vãi cứt lề xoài tên Trâm mà. Ôi dưới này Hải đang hỏi anh ơi cho em hỏi bạn Trâm nghĩ gì về em. Trên này xoài hỏi anh ơi xem giúp em bạn Hải đang có thật lòng với em không. Thế thì tao còn lên, thế thì tôi còn lên bài cho thằng Đăng làm cái mẹ gì. Bài con Trâm đẹp mà, bài con xoài đẹp mà, chúng nó chỉ cần nhảy vào yêu nhau là xong mẹ luôn rồi, đúng không? Đúng chưa? Bây giờ nhá, bây giờ để cho chắc chắn nhá. Con xoài và thằng Đăng. Đây nhá, xoài mày gõ cho anh ngày ngày sinh và tháng sinh, tức là mày gõ cho anh sinh nhật của mày, không cần năm sinh. Mày gõ cho anh sinh nhật của mày lên đây. Thằng Đăng mày gõ cho anh sinh nhật của con Trâm lên đây. Nếu như trùng nốt thì là tức là hai đứa chúng nó đang hỏi về nhau, có thế thôi. Ơi. Đúng chưa? Đúng không nào? Lên đi anh à, bài của mày chó đâu mà mày lên. Bài của thằng Đăng cơ mà. Biết đâu trùng tên, mày gõ ngày sinh nhật của mày lên. Thằng Đăng gõ ngày sinh nhật của con Trâm lên. Sinh nhật của con Trâm là ngày mùng 10 tháng 2 năm 2003. Con xoài, mày gõ lên cho tao sinh nhật của mày ngày bao nhiêu? Đúng, có đúng mùng 10 tháng 2 không? Nếu đúng mày confirm cho tao một khắc, mày confirm một phát tao ngồi đây tao tát thành cho hai đứa chúng mày ngay vào luôn này. Để đỡ phải, để tao đỡ phải lên bài cho thằng Đăng. Mệt mẹ người. Nhanh lên. Đâu rồi? Các bạn ơi, nói đến đây con xoài im, con xoài không nói gì cả. Xoài sau khi nhìn ngày tháng năm sinh mà thằng Hải Đăng đăng lên, xoài đéo nói gì hết. Xoài lặn mẹ luôn. Con anh đang check kỹ đây. Anh phải hỏi đến ngày sinh nhật rồi. Bây giờ nhá, trùng tên thì còn có thể là trùng, nhưng trùng ngày sinh nhật làm gì có chuyện lệch, đúng không? Đúng chưa đã nào? Vấn đề là bây giờ con xoài đang không dám trả lời. Đâu rồi? Đúng rồi. Đúng rồi, con xoài confirm chuẩn này. Con xoài confirm chuẩn này. Xoài confirm mùng 10 tháng 2 2003 kia. Chuẩn kia. Rồi nhá. Tao không lên bài cho mày nữa Đăng nhá. Mày tự hỏi con xoài. Trung ơi, như vậy là xoài hỏi về Đăng và Đăng hỏi về Trâm, Trâm aka xoài. Đấy. Ôi, bây giờ thế này. Mẹ tôi đang nghi rồi. Bởi vì cái tên Hải Đăng không phải là một cái tên phổ biến, nó là một cái tên rất ít người. Bạn hiểu không? Ê, nhưng mà nhá, bây giờ nhá, xoài confirm cái thứ nhất, bảo tên nó là Trâm, chuẩn. Chuẩn nhá. Rồi. Các bạn có thể nghĩ rằng anh ơi nhớ trùng tên, tên Trâm nhiều mà, đúng. Nhưng mà trùng đến cả ngày tháng năm sinh thì chưa tới đéo nào được. Các bạn đùa tôi à, đúng không?
Được nhá. Rồi, anh tuyên bố là anh không lên bài cho Đăng nữa nhá. Vừa nãy tao lên bài cho con Trâm rồi và Trâm confirm là anh em thích Đăng. Đấy. Chúng mày tự đi mà xử với nhau. Ôi, như vậy là bài đéo cần lên cũng biết kết quả. Đây, cung hỉ, cung hỉ. Ui, anh cảm ơn Sơn nhá, năm loét. Ui. Anh cảm ơn Sơn nhá, mày donate từ từ thôi. Ê, cái này là phải lên highlight. Cái này là phải lên highlight. Các bạn hãy nhớ xem lại highlight ở kênh YouTube của Trà Đá Ta Rốt nhá. Ê, ê. Ok, tôi xin tuyên bố với các bạn, buổi họp tổ dân phố ngày hôm nay đến đây là kết thúc trong viên mãn, kết thúc trong hạnh phúc và kết thúc trong một kết cục tuyệt vời. Không còn gì để nói nữa rồi. Nghĩ. Hết rồi, không nhận câu hỏi nữa nhá. Không nhận câu hỏi nữa. Được quá nhờ. Không nghĩ là đến một ngày nó có thể xảy ra trường hợp này luôn thế. Được đấy. Này lên bài cho Đăng làm đéo gì. Ê, đầu buổi xoài confirm là em có thích bạn Đăng. Đến cuối Đăng hỏi là em với bạn Trâm. Trời ơi mẹ. Xóa ra xoài là Trâm. Đấy. Eo mẹ. Nghiện còn ngại. Chết mẹ cười. Thế. Em chào anh. Anh cho em hỏi tương quan mối quan hệ của em và bạn Huyền Trang có đến được với nhau và tiến xa được không? À, thế à. Em vẫn đang tìm hiểu và đã tỏ tình rồi. Nhưng bạn ý bảo là cần thời gian. Ê, không. Nghe tao này, mày nghe tao này, mày phải nghe anh ca này. Con gái nó thích mày. Mày tỏ tình một phát phải ăn ngay. Được chưa? Còn nếu như mà tỏ tình xong nó bảo mày là cần thời gian thì loại này là loại phải bỏ ngay, đéo chơi được lâu dài đâu. Nhá. Yeah. Một đứa con gái mà bảo là cần thời gian thì có những khả năng và trường hợp sau xảy ra. Một. Nó quá lịch sự để nói lời từ chối mày. Đấy, đấy là những đứa lịch sự nhá. Còn cái loại gian tà hơn là nó không yêu mày nhưng nó cũng đéo nói với mày được một câu hẳn hoi là tao không yêu mày đâu. Nó để mày đấy, nó chơi cho mày một ván bài nước đôi để mày vẫn quanh quẩn nó như là một chú chó con chạy loanh quanh. Cái thứ ba là nó không nói gì để nuôi dưỡng mối quan hệ này, để chẳng may mà có vấn đề gì với cái đối tượng mà nó đang để ý hoặc có mệnh hệ gì đối với đường tình cảm của nó không vừa ý thì nó sẽ dùng mày như là một cái lớp phòng hộ, một cái lốp dự bị hoặc một miếng vá lốp khi cần thiết. Hiểu chưa? Chỉ có ba cái yếu tố đây thôi. Còn ba cái yếu tố đấy được xây dựng trên một nền tảng chung là gì? Là nó đéo yêu mày đâu. Cho nên mày tỏ tình xong mà nó bảo mày cần thời gian thì việc của mày không phải là ở lại để đợi thời cơ. Việc của mày là vứt mẹ đi và đi tìm con khác cho tao. Mày hiểu ý anh chưa? Con gái nó thích từ đầu, nó sẽ thích mày luôn. Và mày tỏ tình một phát là sẽ ăn ngay. Mày không tin mày hỏi tất cả các bạn nữ trong tổ dân phố đi. Anh không điêu. Các bạn nữ nói cho tôi một câu công bằng đi. Nếu các bạn đã thích thì tỏ tình là phải ăn ngay, chứ không có chuyện suy nghĩ đúng không? Chứ nếu các bạn cần thời gian, chứng tỏ là các bạn làm sao? Các bạn đéo thích. Công nhận không? Đúng chưa? Mẹ làm đéo gì có chuyện, mẹ tỏ tình nhưng bảo cần thời gian làm đéo gì, thích không? Không thích thì bảo là, tao không thích mày, nách mẹ xong luôn đi. Đúng chưa?
Suy nghĩ chó thì tôi nói thật với các bạn nhé, đã thích thì đéo phải suy nghĩ gì cả. Suy nghĩ cái mẹ gì. À, đã tìm hiểu nhau rồi, tìm hiểu nhau được một thời gian rồi đúng không? Có phải là không đâu. Tỏ tình rồi, nghĩ đéo gì. Phải nghĩ thì tức là tình cảm không đủ, hoặc là đéo có. Thế thôi. Tôi nói thật với các bạn nhé, tôi ghét nhất là những đứa nào không thích nhưng mà vẫn cứ chơi nước đôi. Tôi cực kỳ ghét cái thể loại đấy. Đối với tôi thì cái thể loại đấy là thể loại cực kỳ là thà rằng nhá. Thà rằng nó phả thẳng vào mặt mấy ông này đi, bảo là tao không thích mày, lượn mẹ đi. Xong. Hiểu không? Đây mẹ thích, đéo thích nhưng bảo cần thời gian. Trong khi mẹ tìm hiểu đéo thì mẹ đi chơi vẫn đi. Ờ, tặng quà vẫn nhận. Dù đi đâu cũng vẫn đi. Ăn uống mẹ vẫn cứ mẹ như bình thường. Không hiểu nổi. Tất nhiên những bạn nào mà xe thì tôi không nói làm gì nhá. Nhưng đa số trường hợp là các bạn nam sẽ bỏ tiền ra trong quá trình tìm hiểu mà, đúng không? Đa số, tôi không nói tất cả nhá. Còn những bạn nào mà, những bạn nữ nào có ý thức xe thì tôi không nói đến, thì là rất cảm ơn các bạn. Nhưng mà đấy, đa số nó sẽ là như thế. Có những thành phần nhá, mẹ tán thì vẫn tán, mẹ đi chơi vẫn đi, quà đưa thì vẫn nhận. Nhưng mà đến lúc hỏi, mẹ em cần thời gian. Nghe nó có khắm không? Nghĩ cái đéo gì mà nghĩ. Đúng chưa? Nếu như các bạn không đủ tình cảm với nó, thì câu trả lời cần đưa ra không phải là cần thời gian, mà là gì? Em đéo thích anh. Xong. Trong cái câu chuyện tình cảm, nó chỉ đơn giản là có hoặc không có. Không có chuyện là hơi hơi có tình cảm. Cái đấy nó không tồn tại, trạng thái đấy nó không tồn tại nhá. Cho nên Tiến ạ, mày nghe anh, nó bảo cần thời gian mày cho nếch mẹ đi, đéo phải đợi đâu. Đi mẹ biết đợi đến bao giờ, đúng không? Nó có bảo mày là cho nó bao nhiêu thời gian không? Nếu nó bảo là mày là cho em một tuần, cho em một tháng, ok mày đợi, anh hiểu. Cần thời gian, mẹ bao nhiêu thời gian là đủ? Ờ, à, đúng chưa? Mẹ, mẹ cần thời gian để làm gì? Ờ, à, để nó, để mày nuôi nó thêm một thời gian à? Ờ, à, để mày, mẹ mua thêm quà cho nó, tặng thêm một thời gian à? Ơi, ơi, thôi Tiến ơi, mẹ, anh nói thật, đừng bao giờ dính vào một cái mối quan hệ khi nó bảo mày là, à, tỏ tình rồi nhưng mà lại mở mồm ra nói cần thời gian. Đéo có đâu. Tình cảm một, thích, thích hẳn, có hẳn. Hai, không, không hẳn. Cần thời gian, tức là trong quá trình vừa rồi mày tán nó đéo thích mày, thế thôi. Còn cái trường hợp, anh nói thật nhá, cái trường hợp đẹp nhất là bởi vì bạn ý lịch sự, bạn ý không nỡ từ chối thẳng thừng. Đấy là trường hợp đẹp nhất. Nhưng mà tự chung lại, tất cả mọi phương án đều là nó không thích mày, thế thôi. Đúng chưa? Khi nói cần thời gian thì tức là gì? Là tao không thích, lướt mẹ đi. Đấy. Cho lượn mẹ luôn đi em ơi. Trời ơi mẹ. Mấy cái đứa con gái mà chơi cái kiểu bài nước đôi là cần thời gian thì thôi thôi, đừng. Tôi nói cho các bạn biết nha. Cái văn của một số đứa chơi nước đôi ấy, nó có những cái văn sau này. Ví dụ văn số 1 này. À, em cần thời gian để suy nghĩ về lời tỏ tình này. Đây. Đấy là cái văn nước đôi số 1. Văn nước đôi số 2 là gì? Em đang không sẵn sàng cho một mối quan hệ ở thời điểm này. Ờ, đéo sẵn sàng nhưng mà đi thì vẫn đi, quà thì vẫn nhận. Thế là mày sẵn sàng nhận quà nhưng mày không sẵn sàng yêu tao, đúng không? Đấy, cái văn là như thế. À, còn cái văn số 3 là gì? Văn số 3 là gì? Văn số 3 là anh rất tốt, anh rất tử tế với em, nhưng mà em chỉ coi anh như một người bạn thôi. À, hiểu không? Em chỉ coi anh như một người anh trai thôi. Đấy, đéo mẹ. Ừ. Khôn như thế, mẹ quê tao xích mẹ nó hết lại rồi. Tiến ạ, mày nghe anh. Mày nghe anh, lướt mẹ đi em. Mày nghe anh. Ở lại này mẹ lành ít giữ nhiều em nhá. Mẹ, đúng chưa? Cái văn đấy là cái văn thường trực còn gì nữa. Bao giờ cũng là ba đoạn văn mẫu. Mấy ông con trai ấy, mấy ông con trai khi chia tay nhá, mấy ông con trai khi chia tay ấy thì văn văn mẫu như hôm nọ tôi nói rồi.
À, mẹ anh không cho anh yêu em. Ừ, vì là mẹ anh thấy ai chúng mình khác tuổi. Đấy. Văn mẫu số 2 là anh cần phải tập trung cho sự nghiệp. Văn mẫu số 3 là anh cảm thấy mình không xứng đáng với em. Đấy, đấy là văn chia tay của mấy thằng con trai. Còn văn trì hoãn của mấy cái con mà chỉ thích đớp mà không thích yêu nhá. Em cần thêm thời gian suy nghĩ. Đấy. Em chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này. Đấy. Anh rất tốt nhưng em chỉ coi anh như một người anh trai chăm sóc cho em thôi. À, em hy vọng là sau này anh sẽ tiếp tục ở bên cạnh em để chăm sóc cho em như thế. Đấy, thấy chưa? Tao đi sang đan trong bụng chúng mày. Dăm ba cái trường hợp này đéo lạ đâu. Nhá. Mẹ cả nam cả nữ như nhau cả thôi, mẹ chứ còn chả có đàn nào hơn đàn nào cả nhá. Ôi ơi. Văn này là văn được ứng dụng chung rồi. Bạn Anh Đào Hoa đến với chúng ta với một câu hỏi như sau. Em chào anh Thành đẹp trai và mọi người. Ừ, anh chào mày. Anh cho em hỏi bạn Đô đang nghĩ gì về em? Em cờ rớt bạn Đô được 2 năm rồi, em cảm ơn. Cờ rớt 2 năm thì người ta gọi là yêu đơn phương 2 năm rồi mày. Anh hỏi thật mày nhớ Hoa nhá, mày đã tỏ tình với bạn Đô bao giờ chưa? Mày trả lời giúp anh câu này đi. Mày đã bao giờ mày tỏ tình với bạn Đô chưa? Anh hỏi thật đấy. Ừ, chào mừng welcome Mini quay lại nhé. À, cho tôi hỏi Đào ơi, mày tỏ tình với cả bạn Đô bao giờ chưa Đào? Con Đào đâu rồi ấy nhờ? Vừa nãy nó điểm danh xong nó chạy mẹ đâu rồi? Thôi được rồi, kệ nó điểm danh rồi thì cứ lên cho nó đi. Nào, lên bài cho bạn Anh Đào Hoa. Tôi xin phép các bạn ở bên TikTok, nếu như các bạn ngồi rảnh tay, các bạn có thể giúp tôi thả tim từ giờ đến 23 giờ 10 được không? Giúp tôi một chút thôi. Đấy, giúp tôi nhá. Yêu mọi người. Nào, cùng nhau lên bài cho Đào, xem bạn Đô nghĩ gì về em. Em cờ rớt bạn ý được 2 năm rồi. Nào, lên bài cho Đào để xem là Đô nghĩ gì về Đào nhá. Đào Đô, Đô Đào. Ồ. Ồ. Này, tại sao con Đào nó không thử tỏ tình nhờ? Đào ơi, sao mày không tỏ tình thử xem? Ủa Đào? Này, Đào! Mẹ cái con này, cái lúc quan trọng thì chạy, con mẹ mất cay thế nhờ? Đào ơi! Mẹ cái con này! Bớ con Đào! Đào ơi! Mùa xuân sang có hoa anh đào, tăng tăng tăng. Mẹ cái con này, cái lúc quan trọng thì ngủ mẹ mất chứ. Yếu hiểu kiểu gì rồi nào, lên bài, lên bài, lên bài. Suy nghĩ của Đô về Đào đẹp không? Đẹp. Đô nghĩ Đào là người thế nào? Đô nghĩ Đào là một người ấm áp. Đô nghĩ Đào là một người thấu hiểu được không? Đô nghĩ Đào là một người thấu hiểu được. Thằng Đô nó đánh giá con Đào cao mà. Nó là phấn khởi, ấm áp, sống động, phong phú và hấp dẫn. Tức là thằng Đô theo thời gian nó có thấy con Đào ngày một hấp dẫn hơn không? Nó có ai dạy ơi mẹ con Đào. Đéo hiểu luôn. Mẹ. Đào ơi, Đào. Đào ơi, Hiển Linh Đào ơi. Ê. Bạn nào đi ra ngoài thắp hương hộ tôi cái để đào hiển linh ấy.
Cái lúc quan trọng thì chạy con mẹ nó mất. Mẹ bố con Đào. Tiên sư đấy. Thế đấy, con Đào đi đâu rồi ấy nhờ? Hiểu hiểu. À, tiếp theo, này, cái này mới quan trọng này. Liên kết giữa Đông và Đào. À, liên kết của thằng Đông tạo ra đây nhá. Cái quân bài này có hai nghĩa. Một là cởi mở, hai là cho qua oán giận. Ê, cho qua oán giận thì thôi, chúng nó có phải kẻ thù của nhau đâu, đúng không? Nhưng cái lớp nghĩa cởi mở là một câu chuyện khác. Nếu các bạn hỏi tôi là ở cái liên kết thằng Đông tạo ra với Đào như thế nào, có cởi mở không? Không những cởi mở mà thằng Đông còn sẵn sàng cởi và mở hộ Đào. À, Đào thích cởi, thích mở cái gì, Đông cởi và mở cho hết. Ôi ôi, mẹ thế này tao đéo hiểu. Đào ơi, này tao hỏi thật mày, mày đã tỏ tình với thằng Đông bao giờ chưa? Hà Đào, mày trả lời giúp tao câu này đầu tiên đi. Mày tỏ tình với thằng Đông bao giờ chưa? À, mày tỏ tình với thằng Đô bao giờ chưa? Tôi nhầm. Mày tỏ tình với thằng Đô bao giờ chưa? Con Đào dậy rồi nhưng mà hình như nó đang tua ngược con mẹ lại stream để nó xem hay sao ấy. Cái con dở hơi này. Tí nữa tua lại được cũng có làm đéo sao đâu. Chưa tỏ tình bao giờ á? Rồi ôi, tại sao mày lại chưa tỏ tình bao giờ? Mày phải làm, mày phải tỏ tình nó đi. Tút tát bản thân cho nó ngon nghẻ. Đi làm một quả đầu mới. Thuê hẳn một đứa con make up về cho nó xinh xắn lên. Thuê một stylist ăn mặc lồng con mẹ nó lộn lên. Thế xong rồi mày đi, mày tỏ tình, mày thú nhận với thằng Đông đi. Bởi vì bài của mày nó có xấu chó đâu. Bài của mày tốt mà. Bài của mày đẹp mà. Mày làm cái mẹ gì trong suốt 2 năm vừa rồi đấy hả? 2 năm vừa rồi mày đi thỉnh kinh à? Thề, bảo người ta make up ăn mặc đẹp là được rồi, không cần phải bảo người ta wax lông, ông hiểu không? Ở đây chúng tôi không bảo ai phải wax lông cả, wax lông là việc của người ta biết, người ta tự phải biết tẩy lông. Tẩy lông ở đâu thì giới bố người ta. Các ông chỉ cần dặn người ta là ăn mặc đẹp và trang điểm đẹp là được rồi, không cần phải dặn là wax lông. Nó thừa thãi ra. Rồi, tiếp theo. Nếu mày hỏi anh, thế bây giờ tâm thế của Đông đang, tâm thế của Đô đang như thế nào? Tâm thế của thằng Đô ra làm sao? À. The death. Hy vọng của mày chết chưa? Quân bài cái chết lộn ngược nó có nghĩa là gì? Là chưa thể kết thúc. Cơ hội của mày, tâm thế của Đông đã kết thúc chưa? Chưa. Cơ hội đóng lại chưa? Chưa. Việc của mày là phải tiến lên. Chấm hết nhá. Còn không làm được thì xứng đáng ế con mẹ cả đời này. Tao nói cho biết trước rồi đấy nhá. Tiếp theo là đến câu hỏi của bạn tên là Bắp Không Ngu. À, bạn Bắp Không Ngu đến với chúng ta với một câu hỏi như sau. Em chào anh Thành. À, anh xem giúp em tương quan mối quan hệ của em với bạn Khang. Bạn Khang hay nói nhớ em và thương em, còn nói là muốn cưới em, nhưng bạn Khang không tỏ tình. Thỉnh thoảng hay biến mất. Em sợ em bị cháp quá. Nó đang cháp con mẹ mày rồi. Em ơi, hỏi cái đéo gì nữa. Đây là cháp là đúng mẹ nó rồi. Ơ kìa, tại sao mày, tên mày là Bắp Không Ngu. Mày bỏ chữ không đi cho tao. Mày để là Bắp Ngu cho tao. Nhá. Mày bỏ chữ không đi. Mày để đúng cái tên mày là Bắp Ngu thôi. Đây là chat mà rõ con mẹ nó ràng như thế rồi còn hỏi cái đéo gì. Rồi ôi, chat là gì? Là một hoạt động gây thương nhớ, gieo rắc tình cảm,
rồi đến khi mà mình thích nó rồi nó sẽ bỏ mình đi, như thế người ta gọi là chát, hiểu không? Ai nó đã gieo thương nhớ chưa? Nó nói nhớ mày, nó nói thương mày, nó muốn nói cưới mày nhưng nó đéo tỏ tình, thỉnh thoảng lại hay biến mất. Em sợ em bị cháp quá, mày đang bị cháp rồi, mày sợ cái đéo gì nữa. Mày đang bị cháp rồi, chứ không phải là mày sợ đâu, mày sợ là mẹ gì. Mày bị rồi mà, con dở hơi này, mày dẫm mà. Là rõ ràng cái câu chuyện rạch ròi cái vấn đề như thế rồi mà vẫn cứ còn phải hỏi. Mày có bị ngầu ngu không? Hả? Đổi tên đi nhá, bỏ cái chữ không đi, để lại hai chữ là bắp ngu. Đừng có bảo là bắp không ngu nhá. Đây là ngu mà, có khôn đâu. Đổi tên đi, nhớ nhá, nhớ đấy. Má, mẹ nó lại còn biến mất. Mày hỏi tất cả mọi người ở tổ dân phố bây giờ nhá. Bây giờ nhá, mày không cần hỏi tất cả. Mày hỏi mấy thằng con trai ở trên tổ dân phố xem. Cái thể loại mà cứ nói nhớ, nói thương, nói muốn cưới nhưng mà đéo tỏ tình là cái loại gì? Mày hỏi đi. Mày hỏi mà xem. Không phải cháp tao ăn mì bằng lỗ mũi của mày. Mấy ông con trai confirm hộ tôi gái. Mấy ông con trai confirm hộ tôi gái. Vãi cứt thật, hỏi cái câu này mà cũng mẹ hỏi có phải là cháp không. Bạn ý hay nói nhớ em, thương em, còn nói muốn cưới em nhưng bạn ý không tỏ tình. Nghe là đã thấy khắm khú rồi, đúng không? Ai... thỉnh thoảng lại hay biến mất. Mẹ... thằng mất dậy. Cái gì đây? Nhưng bạn ấy mới hẹn em đi chơi, thằng cháp nào cũng có thể hẹn mày đi chơi. Mày hiểu không? Thằng cháp boy đéo nào cũng có thể hẹn mày đi chơi được. Mày thanh minh với tao bằng một cái câu nhưng bạn ấy mới hẹn em đi chơi để làm cái gì? Mày định vớt vát lại cái gì danh dự cho nó? Hả? Mày ngáo à? Nó lại còn lên nó thanh minh à? Nhưng bạn ấy mới hẹn em đi chơi. Mẹ... mày lên mày quẹt Tinder mày cũng có thể hẹn chúng nó đi chơi được. Cân mẹ gì phải là chắc. Mày thanh minh cái gì ở đấy? Hả? Mày nói cái câu đấy mày thanh minh cái gì ở đấy? Mày nghĩ cái câu nói này của mày làm anh mẹ có thể xua được khỏi cái hình ảnh đấy khỏi đầu á? Không, là do mày ngáo thôi. Do mày cố chấp thôi. Do mày mù thôi. Chứ cái câu đấy với anh nó chả có giá trị mẹ gì cả. Mày hiểu không? Đéo ai chả hẹn mày đi chơi được. Thằng chap boy nào cũng có thể hẹn đối tượng nó đi chơi được hết nhá. Thậm chí nó hẹn xong nó mới chap cơ. Con dở ạ. Nó lại còn lên thanh minh nhá. Mẹ. Cáu tiết thật sự. Nói thông não cho mà nghe, lại còn lên thanh minh nhưng nó mới hẹn em đi chơi thì sao? Ok. Như vậy là bạn bắp không ngu. Anh nghĩ là không cần lên bài cho mày nữa đâu. Thôi, ngủ mẹ đi nhá, đi ngủ đi em ạ. Mày đừng có thức nữa. Buốt hết cả ruột.